Helios, thương hiệu phụ kiện thời trang cho nam giới, vừa ra mắt dòng sản phẩm Helios Black Silver. Đây là hạng sản phẩm tốt nhất của hãng, sử dụng hàm lượng bạc cao, đòi hỏi độ tỉ mỉ và cầu kỳ bậc nhất nên là số lượng rất hạn chế. Nhanh tay tạo điểm nhấn và khẳng định phong cách cá nhân với Helios Black Silver ngay tại link dưới phần mô tả. Tóm tắt phần trước, Walt nghèo, Walt bị ung thư, Walt cùng học trò đi nấu mai thúy, dây phải bột thằng điên, Walt vô tình cho thằng điên đó và em họ của hắn đầu thai qua đường ống cống. Phi vụ đầu hơi toang nhưng mà vì hàng của Walt ngon nên là Walt nấu tiếp, lại tiếp tục dây phải một thằng điên khác, thằng điên đó đấm hẹo một thằng đàn em, thực ra là chưa hẹo, cơm mà sắp hẹo. Phần 2 mở đầu với cảnh Walt tính nhẩm số tiền nuôi cho cả hai đứa ăn học, tiền nhà, tiền điện nước, cộng thêm cả Elden Ring DLC. Tính ra số tiền mình cần để lại là 737.000 đô. Với cái đại hiện tại thì cần thêm 11 lần giao dịch nữa. Chưa kịp rời đi thì Tuco đã trở lại. Cái thằng vừa ăn đấm có vẻ không ổn rồi. Bắt mạch hay làm gì đó đi Walt, ông thông minh mà. Vlbro nghĩ tôi là ai, Ngô Kiến Huy à? Và đã quá muộn, thanh niên kia hết cứu. Tuco đá thêm vài cước rồi bảo thằng đệ béo quẳng cái xác vào một xó. Anh béo hơi lưỡng lự tại vì người nghiện thường sống tình cảm, còn Tuco thì trông như sắp cắn người. Sau đó thì ai về nhà nấy, lại stress. Trong khi Skyler ở nhà bôi bôi thứ gì màu như da mặt con cóc thì Walt trở về móc ra con cách hành xử thô bạo khác với mọi ngày khiến ông bị từ chối. Jesse thì vội sắm khẩu súng phòng thân rồi bàn với Walt cách để xử Tuco. Cơ mà Jesse là cái thằng chưa từng phá đảo Angry Birds, xong rồi đến băng đạn còn không biết mở thì hơi nâu húp. Ngày hôm sau, Walt phát hiện một chiếc xe lạ ở gần nhà mình, khá chắc là không phải MCK qua đón ông đi ăn đêm. Nghi ngờ Tuco đã biết nơi ở của ông, Walt thức cả đêm vì ông không thích mộng. Thằng viết script này bị điên ấy. Dù sao thì do không muốn gia đình gặp nguy hiểm, ông đem hạt thầu dầu tới cho Jesse xem. Đây là thứ có thể dùng để chế ra loại thúc độc ricin cực mạnh. Mạnh như nào? Hơn combo rau sống với bún riêu. Quan trọng là để phát hiện thứ này nằm trong nguyên nhân tử vong cực kỳ khó. Trong khi Walt phải lo nghĩ nên bỏ độc vào thứ gì thì gia đình cũng đang hơi bất ổn. Không phải việc Skyler ngắm ảnh thằng từng sờ mông mình, mà là Hanh tìm tới nhà nói chuyện với Skyler vì nhận ra dạo này hai chị em có xích mích. Skyler tiết lộ chuyện mình bị bắt khi đi trả lại cái vương miện. Damn, em đã bảo cô ấy nên tặng PS5 rồi. Hóa ra là Hanh biết Mary có thói ăn cắp và đã đưa cô đi điều trị nhiều lần. Hanh muốn Skyler thông cảm. Skyler cũng muốn lắm, nhưng mà cái bình nước nóng đầy rỉ sét chưa có tiền sửa và ông chồng mỗi ngày mất tích 6 tiếng thì không. Ông chồng đó thì vừa cùng học trò chế xong chất độc và cho vào một túi hàng. Kế hoạch là hẹn nhau ở nơi công cộng cho an toàn. Sau khi giao dịch 4 pound như thường thì Walt sẽ rút túi hàng ra giới thiệu cho Tuco thử. Nếu không có sai sót gì thì chỉ trong 2 đến 3 ngày hắn sẽ die mà không có ai để ý đến sự bất thường. Thế nếu hắn không thử thì sao? Tôi vừa chế ra món đớ vị coca này. Đâu cho em thử? Bỗng dưng Hanh gọi điện tới báo Walt sắp ăn chửi, xong rồi gửi cho Walt cái ảnh hiện trường mình đang ở. Đó chính là xác hai thằng đàn em của Tuco. Tên béo thì do cố lôi xác ông bạn ra xong bị xe đè thôi. Cơ mà Walt đâu biết điều đó, cứ tưởng là Tuco muốn thủ tiêu nhân chứng. Walt hốt luôn khẩu súng của Jesse tại vì cậu có thể bỏ trốn, còn ông thì không thể bỏ vợ. Walt phóng xe về nhà. Walt Junior thì đã sang nhà bạn. Skyler thì đang cho em bé chơi tàu ngầm. Vừa định mở mồm tâm sự với vợ thì điện thoại reo. Walt không bắt máy, nhận thấy là có ai đó bên ngoài. Walt chạy ra xem thì thấy Jesse, cậu ta đang bị Tuco đe dọa. Walt đã để súng trong nhà nên là khỏi phản kháng. Jesse đánh xe ra hoang mạc. Hóa ra là DEA đã tấn công vào sào huyệt của Tuco do dấu vân tay của hắn có mặt tại hiện trường nơi hai thằng đàn em đai. Cơ mà hắn đánh hơi được nên đã phắn lẹ. Vì Walt cũng mất tích, gia đình lập tức gọi người đến để cung cấp thông tin. Có một chi tiết được chỉ ra là cuộc gọi Walt nhận trong nhà tắm không hề được tìm thấy trong lịch sử cuộc gọi. Có vẻ như là Walt có chiếc điện thoại thứ hai. Điều này mới chỉ có Hanh biết thôi. Walt và Jesse lúc này đã bị Tuco đưa đến nhà chú của hắn. Hắn bắt cả hai lột đồ, lột túi quần ra. Trong đó có túi mai thúy đã tẩm độc. Vì không liên lạc được với anh mập, Tuco nghĩ anh này là kẻ đã báo tin cho DEA. Vừa cay thằng đệ vừa bực mình về đám gớm, Tuco mở túi độc định hít thì thấy có mùi lạ lạ. Đây là con hàng mới của chúng tôi, được điều chế 90% giống công thức cũ, nhưng mà có thêm tỏi, hành tiêu và nước chấm. À, có thêm cả bột ớt nữa. Tuco nghe thế thì vứt luôn tại vì không thích ăn cay, xong rồi lôi đống kẹo bạc hà old school ra hít. Theo kế hoạch là anh em họ của Tuco sẽ tới đây trước buổi chiều để đưa cả bọn sang Mexico, trốn vào rừng và nấu 24/7. Tuco định khử Jesse cho đỡ tốn chỗ nhưng mà Walt bảo là mình cần cậu ta nên Tuco tạm tha. Ở nhà thì cũng có chuyện hay, Hanh nói cho Mary biết về chiếc điện thoại thứ hai. Mary thì nói luôn chuyện này cho Skyler, khả năng Walt ngoại tình thì khá thấp, có khi là ông vẫn hất cuồn cũng nên. Hanh sau đó tìm tới nhà bố mẹ Jesse nhằm bới thêm chút thông tin, xác nhận Jesse có một chiếc xe gắn hệ thống low jack, nôm na là có thể định vị được. Trong khi Tuco bận nấu nướng, TV đưa tin về hai thằng đàn em nhưng mà Walt lập tức tắt đi. Việc tên mập vì sao hẹo không quan trọng, quan trọng là nếu mà Tuco biết điều đấy, hắn sẽ nghĩ hai thầy trò mới là những kẻ báo tin cho cảnh sát, lúc đấy thì khó cứu. Jesse đành gợi ý hay là backstab Tuco và cướp súng của hắn, nhưng mà chỉ số len lút chưa đủ và vỉ đập ruồi không phải là một vũ khí gây nhiều sát thương. Đồ ăn được sắp, Walt tranh thủ cho thuốc độc vào đĩa của Tuco, nhưng mà đen thay bị chú của hắn nhìn thấy, mà bây giờ còn là lunch time. Hiểu không? Hiểu.
lăn ấy. Chú của Tuco dùng hết sức mạnh của Curtis và thành công cứu thằng cháu một mạng. Xong rồi vì biết hai thầy trò đã làm gì đó, Tuco lôi Jesse ra ngoài. Trong lúc không để ý, Jesse đập đá vào đầu hắn. Ward thì vớ được khẩu súng to nhưng mà quá loạn không dám bóp cò. Thằng AD quá phế nên là support đành phải tự làm tự ăn. Jesse thó khẩu súng bên hông và cho Tuco thành bộ siêu phẩm hai ten, tức là một bắn. Tuco ngã xuống cái hố. Vào những tình thế ngặt nghèo nhất thì hắn nhìn về người chú của mình. Chắc là sắp lăn tới cửa, hai thầy trò không dám kết liễu, đang định lên xe rời đi thì thấy có xe đi đến, đó là Hanh. Tuco lúc này đã có thể đứng vững, một pha đấu súng nổ ra, Tuco sấy ngu, bị Hanh kê trước và cho phát headshot. Hai thầy trò thì đem khẩu súng đi chôn, sau đó dắt nhau ra đường lớn xin đi nhờ về. Tối hôm đó, Ward được tìm thấy trong siêu thị với tình trạng trần truồng, rồi được đưa vào bệnh viện. Vô cùng vui mừng khi gặp lại hai mẹ con, đồng thời phải giả vờ mình không nhớ gì trong mấy ngày qua. Về phía Hanh thì phải đi giải trình với cấp trên về lý do mình bò lạc ra ngoài hoang mạc. Vì xe của Jesse ở đó nên là tất nhiên cảnh sát cho người tới nhà tìm cậu, nhưng chưa có giấy khám xét nên là không thể vào trong. Đợi cảnh sát rời đi, Jesse rủ Mon vào nhà dọn dẹp hầm chứa, đem đồ vứt lên xe RV rồi gọi anh họ của Mon kéo tới bãi để xe. Giá là 1.000 đô nhưng mà Jesse chỉ đủ trả trước một nửa, vì số tiền còn lại cậu vứt hết lên chiếc xe ngoài hoang mạc rồi. Jesse sau đó để cảnh sát tóm được mình đang trong phòng với cô bạn Wendy tại lâu đài pha lê. Jesse dẫn Wendy khai rằng 3 ngày qua hai người đã solo 300 hiệp, chiếc xe bị ăn trộm mà cậu không hề hay biết. Tuy nhiên để chót lọt thì Jesse từ chối nhận 67.000 đô trên xe thuộc về mình, trừ 2 tháng lương, cộng một bộ đèn mới cho xe cảnh sát. Hanh cho rằng Jesse còn làm việc với ai đó nữa nhưng mà cuối cùng cũng không khai thác được gì. Trở lại với Ward, ông phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Vì không muốn bị nhốt trong viện, Ward hỏi phương thức bảo mật cho bệnh nhân. Theo đó thì trừ khi Ward muốn đăng ảnh kêu lên YouTube Kids, còn không tất cả những gì ông nói sẽ được giữ bí mật. Thế là Ward thừa nhận mình không mất trí nhớ, ông bỏ nhà vì cuộc sống như cái bòi. Trở lại với Jesse, chú của Tuco được đưa đến, nhấn chuông là có, không nhấn là không. Test thử tí nhận thức, chúng ta đang ở trên sao hỏa ư? Chúng ta đang ở trên sao thổ ư? Cháu ông có biết ông ngay không? Dù tỏ ra là nhận thức mình vẫn ổn, tuy nhiên khi được hỏi Jesse hôm qua có ở nhà ông không thì chú của Tuco lại không nhấn chuông, sau đó là một bãi ra quần. Rõ ràng là cảnh sát không thể dựa vào một cựu gangster được. Jesse sau khi được thả thì liên lạc với Walsh qua điện thoại công cộng, trình bày việc mình còn đủ mỗi 2 suất KFC, nhưng mà khi Walsh rủ điều chế tiếp thì lại lưỡng lự. Đến khi Jesse đồng ý rồi thì chính Walsh lại gặp chút vấn đề, Skyler có thái độ khá kỳ lạ khiến ông không dám manh động. Hai người hẹn gặp tại một cửa hàng tiện lợi, Walsh đưa cho Jesse 600 đô, dặn cậu tạm nghỉ một thời gian. Jesse không hài lòng, đòi một nửa số tiền của Ward. Trước khi Ward kịp sấy thì một anh cảnh sát bước vào, thế là cuộc nói chuyện phải tạm dừng. Ward về nhà làm bữa sáng cho vợ con, cố hàn gắn với vợ nhưng mà có vẻ vụ này khá khó. Skyler cứ bỏ nhà đi, không nói câu nào để dằn mặt Ward. Jesse thì còn tệ hơn, bố mẹ của cậu đã phát hiện ra hầm chứa loli không hề có loli mà có đống dụng cụ chế đạn. Họ cho cậu 72 giờ để dọn khỏi nhà. Jesse còn tưởng đấy là cảnh cáo nhưng mà không, mẹ cho Jesse ăn tát và bảo cậu cút ra ngoài làm lại cuộc đời. Jesse chửi luôn cả mẹ rồi gọi điện cho Ward. Bị chửi là thằng không hiểu tiếng người, Jesse chất đồ lên xe sang nhà bạn ngủ nhờ. Bạn thì cho đấy nhưng mà vợ bạn thì không. Jesse thì không phải là Raikage nên là biết đường mà cun cút. Xong quay ra thấy con xe cũng bị bẻ khóa bế đi luôn. Jesse tìm đến bãi để xe của anh họ Mon, phá hủy một cái nhà xí công cộng, đeo mặt nạ phòng độc chui lên chiếc RV nằm ngủ. Sáng hôm sau bị chủ nhà bắt gặp, ông anh đòi cả số nợ lẫn tiền sửa xe với cái toilet. Không trả được thì anh sẽ bán cái xe đi. Jesse chớp thời cơ trộm luôn con xe, phóng đến nhà Ward ngay sau khi ông vừa có cuộc tranh cãi với vợ, làm Ward phải lôi văn tả khỉ ra tả người. Khỉ và người đánh nhau, bình tĩnh xong, Ward vào nhà lấy tiền rồi làm bữa sáng cho Jesse, còn Skyler thì đi mua bao thuốc, chắc là để dằn mặt đứa con trong bụng. Về phía DEA, chủ yếu là Hanh, anh nhận ra 8 khung, Tuco, 2 thằng trộm methylamine và đống kẹo bạc hà siêu tinh khiết có liên quan tới nhau. Nhưng dạo này khu phố không có động tĩnh gì, Hanh thì được sếp bổ nhiệm ra biên giới làm việc và không thể nói là anh mừng vì chuyện này. Thậm chí tự dưng xin nghỉ một ngày rồi ở nhà ủ bia. Còn Jesse Liêm nhận được tiền từ Walsh, cậu liền đem trả nợ cho anh họ của Mon, đồng thời thỏa thuận để thuê một chỗ để xe kín đáo, sắm luôn một con xe tiện đi lại. Tiếp theo là đi thuê nhà, tìm được tới chỗ của một cô gái tên Jane. Đáng ra phải nhiều thủ tục rắc rối hơn nhưng chắc vì Jesse cũng đẹp trai nên là mọi thứ cũng ổn thỏa. Lại kéo xe ra hoang mạc để nấu. Thanh niên thuê quả nhà rõ to xong bảo với Walsh là không mạo hiểm vì mấy đồng lẻ. Walsh nghe ngứa cả đít. Mấy chuyện xảy ra thêm vài ngày nằm viện khiến bao nhiêu tiền kiếm từ đầu giờ chả còn. Thế là Jesse đưa ra gợi ý, nếu không muốn dây vào một thằng Tuco khác thì mình phải tự làm Tuco. Ngày hôm sau, Jesse gọi ba thằng bạn Pokemon đến nhà uống coca và bàn chuyện làm ăn. Đấy nha, tao sẽ đưa mỗi thằng một ounce bán với giá 2.500 đô. Bán kiểu gì không cần biết nhưng mà nộp lại cho tao 80%. Thế còn thuế VAT? Bắn VAT chó gì mày điên à? Thực ra là giá như vậy là khá đắt, tuy nhiên với hàng chất lượng và cũng chả còn ai bán trên cái đất này nữa thì vẫn khả thi. Không ngoài dự đoán, việc buôn bán tiến triển thuận lợi,
Cho đến khi Ke bị một cặp vợ chồng dàn cảnh cướp hàng, mất toi 1.000 đô. Kiếm đã ít rồi nên Walt để ý ngay, bắt đầu chê cách làm việc của Jesse. Jesse ném 1.000 đô vào mặt Walt. Walt ném lại tiền vào mặt Jesse. Jesse bảo Walt lo mà về sờ tí vợ. Không, thực ra Jesse không nói thế. Nhưng mà sẵn đang cáu vì mối quan hệ hôn nhân toxic, Walt đem khẩu súng tới bảo Jesse xử lý cặp đôi trộm cướp. Jesse mò ra được địa chỉ từ Ke, xong rồi phải học lời thoại mới dám xông vào. Không có ai ở nhà ngoài một đứa trẻ con. Thấy Jesse nó cũng mặc kệ mà mở TV lên xem quảng cáo bán dao. Thực ra là có mỗi kênh đấy. Cậu bé bảo là mình đói. Và chúng ta đều biết là Jesse thích trẻ em, nhưng mà không phải theo nghĩa đấy. Walt thì back to school, xong rồi bị bọn trẻ trâu nó trêu bằng đống tờ rơi gia đình phát khi ông mất tích. Trở về thì hôm nay vợ Elliot tới chơi. Tất nhiên là cô đã biết chuyện Walt nói dối vợ, cơ mà chưa vội nói ra cho Skyler biết. Hai người dẫn nhau ra quán trà đá luxury, order 2 cốc nước lọc và nói chuyện. Walt xin lỗi vì nói dối vợ Elliot, nhưng mà không nói số tiền chữa trị mình móc đâu ra. Tại đây ta biết được là hóa ra ngày xưa vì lòng tự ái mà Walt cũng đã chia tay với vợ Elliot. Tại tôi không giới thiệu tên nên là giờ nghe nó kỳ phết. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng những lời cay đắng của Walt. Ngay tối đó nhà Elliot gọi tới báo họ sẽ không trả phí điều trị nữa, nhưng mà không nói lý do. Có vẻ đây là đặc ân cuối cùng cho Walt. Từ đó ông có thể bẻ lái sang việc công ty của Elliot sắp phá sản. Trở lại với Jesse, cho cậu nhóc ăn xong thì cặp vợ chồng cũng về. Cậu cho thằng chồng vài đập rồi đòi lại cả hàng lẫn tiền. Tất nhiên là không đủ, nhưng mà sẽ, vì cặp đôi này đã bách một cây ATM và một mạng người by the way. Giờ thì chỉ cần phá cái máy là có tiền. Ở đây chúng ta có ba con nghiện nên là tiến độ làm việc thì khỏi phải bàn. Jesse trong lúc lơ là bị đập vào đầu bất tỉnh. Tỉnh dậy thấy cặp đôi kia cãi nhau, xong bà vợ thả luôn cây ATM vào đầu lão chồng. Tiền lúc này cũng đã lấy được. Jesse gọi 911 đưa cậu nhóc ra ngoài rồi chúc cậu sống tốt. Sau đó thanh niên trầm cảm suốt ngày trốn trong nhà pha điếu. Walt phải tìm tới tận nơi để xem như nào. Bỏ qua vấn đề về mấy pha xử lý ngôn đù của Jesse tại nhà vợ chồng kia, Walt muốn Jesse quay lại việc làm ăn. Mấy thằng bạn cũng muốn, nhưng mà để Jesse bình ổn tâm lý đã, Walt đem hàng tới cho đám Pokemon. Đám này giờ khá rén, mà đúng hơn là cả khu phố đều rén vì tin đồn Jesse đập nát đầu một thằng bằng máy ATM. Điều này khá tích cực tại vì không ai dám nợ tiền nữa. Walt về rủ Jesse mở rộng địa bàn hoạt động. Jesse bảo Walt chả biết cái đếch gì về thứ gọi là địa bàn kinh doanh. Nếu mà đụng chạm vào lãnh thổ khác thì các đường dây khác sẽ khó chịu. Tuy nhiên Walt cho rằng với danh tiếng sát nhân ATM của Jesse thì hiện tại sẽ không ai dám động vào cậu. Walt chỉ cho Jesse bây giờ cậu là ai? Một con cá nóc. Hanh lúc này đã được chuyển địa điểm công tác nhưng không thể hòa nhập tại vì đồng nghiệp bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo Hanh bằng tiếng Tây Ban Nha. Được mấy senpai dẫn đi làm nhiệm vụ, tiếp cận một kẻ chỉ điểm mà tôi gọi là quỳ lão đi. Làm việc lấy ma lấy mề nhưng mà nhận mình luôn là kẻ chiến thắng. Skyler thì đi tìm thêm công việc ở chỗ công ty của cái ông từng sờ mông mình là Ted, đã cưới vợ và có một cặp song sinh. Ted rất chào đón Skyler, bảo công ty sắp mở rộng nên đang tuyển thêm kế toán. Thế là Skyler có việc dù sắp đẻ. Wow, tất nhiên không vui lắm cơ mà cái sổ sách ngăn cản ông đưa ra lý do hợp lý. Ở biên giới, theo lời quy lão, DEA phục kích chờ đám buôn mai thúy giao dịch. Hanh lại bung mấy câu đùa không ai hiểu gì, xong rồi đám kia chê Hanh là cái loại overrated. Bỗng Hanh phát hiện ra có thứ gì đó di chuyển, cả đội phóng xe tới xem thì thấy đầu quy lão cắm trên lưng một con rùa. Hanh trông buồn nôn phết nên chạy về xe. Đám kia định làm pô up locket thì cái đầu phát nổ, có người đai, có người từ nay khỏi đứng đái. Sau vụ này Hanh được chuyển về nhà, nhưng sự ám ảnh cùng với việc là người duy nhất có mặt không bị sao khiến mọi thứ khá khó nói. Người tốt gặp chuyện, thế thì người xấu thì sao? Với việc độc chiếm thị trường, Walt và Jesse muốn đẩy giá thành sản phẩm lên cao. Jesse thì sắm được quả TV, gạ được cả Jen qua nhà truyền hình cáp and chill. Hai người hợp nhau lắm, tại vì Jen cũng nghiện, mở ngoặc là đang cai, cộng một bạn gái, trừ một anh em, thực ra là không đến nỗi đấy. Chuyện là Mon bị tóm khi đang cố bán hàng, đống kẹo bạc hà quen thuộc được thu về. Timing khá chuẩn khi mà Hanh cũng đã trở lại, Mon bị tạm giam. Và nhân vật yêu thích của tôi, chú Sáu, người duy nhất đủ trình diss nhau với Hanh xuất hiện. Ông ở đây để giải quyết vụ Mon với giá 4.650 đô. Jesse đưa Walt tới hang ổ của chú Sáu. Mở rộng kinh doanh thì sẽ có người bị tóm, mà bị tóm cần luật sư, thầy hiểu không? Và ở đây có người mà chúng ta cần, một luật sư tội phạm, xịn hơn Ryoma. Vì lại thua trò tung đồng xu nên Walt phải là người vào gặp chú Sáu, giả vờ là chú của Mon. Tuy nhiên vụ này có dính dáng tới DEA, họ đang muốn truy tìm kẻ có tên là Heisenberg, mà Mon lại có thông tin nên là một cậu khai ra Heisenberg, hai là ngồi tù. Khó tìm được phương án, tối đó hai thầy trò rủ nhau đi bắt cóc chú Sáu để nghĩ ra phương án. Nice plan bro. Ngay lập tức bị nhận ra tại vì Walt cứ kho hụ khụ. Kế hoạch là chú Sáu sẽ liên lạc với một kẻ chuyên ngồi tù thuê, giờ chỉ cần kẻ đó đóng giả Heisenberg và để DEA tóm, thế là Mon được thả. Gói dịch vụ này có giá 80.000 đô và một bao bạc hà. Ngày giao dịch đến, cả DEA và hai thầy trò đều có mặt tại hiện trường, nhưng mà trùng hợp một lão già khác xuất hiện. Đoạn này kỳ lạ phết vì đáng ra chú Sáu phải show mặt gã đi tù thay cho Mon xem rồi, nhưng mà Mon không biết và định giao dịch. Kẻ đóng thế giờ mới đến và ngồi sai ghế. Walt đánh lái một vòng cực mượt, thả Jesse xuống để báo cho Mon, còn mình thì phi tới chiếc xe của DEA để che hết tầm nhìn camera.
Ê, dạo này bệnh trí của chú thế nào? Bro, ai mở đầu cuộc trò chuyện như thế? Mà tránh ra đi, em đang làm việc mà Walt. Tiệc á, thôi em không chơi đâu, tầm này Skyler đang căng lắm. Món giao dịch với tên đóng thế, bị bắt, kế hoạch chót lọt, thu về một bao hàng xịn nhưng mà trong hành vẫn đầy sự hoài nghi. Còn về phần chú Sáu, ông nhận ra tiềm năng của lão Heisenberg này. Thuê tám thử lần theo và tìm tới được ngôi trường Walt làm việc. Chú Sáu tới gặp trực tiếp để đưa ra lời đề nghị làm cố vấn cho Walt trong vài phần phim sắp tới. Mấy ngày sau thì Walt được cả nhà dẫn đi chụp chiếu, vô tình nhìn thấy kết quả. Dù không có tí chuyên môn nào nhưng mà Walt biết là mình sắp đi, ông đoán mình còn vài tuần thôi. Sắp hẹo thì sợ ấy quái gì. Quyết định nói dối vợ lần nữa là sẽ về nhà mẹ, lút được đồng nào hay đồng đấy. Walt định nấu 100 bao kẹo bạc hà. Tất nhiên là có rủ Jesse để có người mua đồ. Jesse định từ chối vì bận đi chơi với bồ. Cơ mà methylamine không dùng nhanh thì nó sẽ hỏng. Nên là well, bố Jesse vác cả con AV tới sân bay. Chuyến ra ngoại tội ác này chưa bắt đầu thì Walt đã không vui vì Jesse toàn đem đồ ăn vặt, lại còn có tí nước. Sẵn đang bực, Walt bảo Jesse đừng vứt chìa khóa lung tung. Bộ não thông minh hơn học sinh lớp 5 của Jesse quyết định đút luôn chìa vào ổ. Được cái thanh niên cũng nghiêm túc hơn mấy lần trước. Sau 2 ngày ăn bim bim và đứng đái cùng nhau, 19 mẻ kẹo ra đời. Tính nhẩm mỗi thằng được gần 700.000 đô. Methylamine vẫn còn nhưng Jesse thuyết phục được Walt lúc khác chế tiếp. Giờ thì quẩy đã. Chưa kịp vui thì nhận ra ác quỷ đã hết điện vì cái chìa khóa vẫn cắm ở ổ suốt 2 ngày. Cứ tưởng đó là giới hạn ngu của con người rồi. Nhưng trong lúc hai người cố nạp lại cái bình ác quỷ với xăng, Huawei ghé thăm, Jesse lấy luôn những giọt nước cuối cùng đi dập lửa. Walt chán không muốn nói luôn. Điện thoại Jesse thì không bắt được sóng. Walt dù không muốn nhưng mà vẫn phải để Jesse mượn điện thoại gọi Ke tới đón, nghe theo chỉ dẫn của Jesse, và tất nhiên Ke không bao giờ đến nơi. Điện thoại của Walt thì hết cũ pin luôn. Ngủ một đêm ngồi hoang mạc với sự lo âu, sáng hôm sau Jesse dậy thấy Walt đang quay tay. Theo lý thuyết của Archimedes thì ác quỷ sẽ hoạt động, hai thầy trò thay nhau quay tay nhưng mà chỉ làm cho hy vọng chết dần. Walt thì cứ như kiểu sắp chết thật, khạc cả ra máu. Trong khi hai thầy trò vào trong nằm tâm sự, ở bên ngoài có con sói cô độc trông khá cute. Walt bảo đây là cái kết mà ông phải nhận. Hình như trong mong em có giận. Bỗng Walt nhảy ra ý tưởng, bảo Jesse gom hết bu lông ốc vít và tất cả mọi kim loại có thể mạ kẽm, cả má phanh nữa. Và sau một đoạn mà cả tôi và cả Jesse đều đếch hiểu gì, nhưng mà tóm gọi là Walt giỏi, Walt gánh team, thành công đưa hai thầy trò về bờ. Trước khi chia tay, Jesse hứa dù Walt gặp chuyện gì thì gia đình ông vẫn sẽ nhận đủ phần của ông. Và đến cả Walt cũng bất ngờ, thay vì tin xấu thì khối u của ông đã thu nhỏ hẳn 80%, tức là khoảng tài 2.5 so với mong đợi của bác sĩ. Việc ho ra máu hôm trước cũng khá đáng để tâm nhưng mà kết quả như này là đủ để ăn mừng rồi. Walt ăn mừng bằng cách vào nhà vệ sinh đấm hộp giấy. Walt muốn đi làm nhưng Skyler khuyên ông nghỉ thêm một tuần. Ngồi nhà chán, Walt rủ Jesse đi hẹn hò để cho cậu biết tình hình bệnh của mình, đồng thời bảo bán hết lô này sẽ nghỉ. Cuối tuần gia đình Walt mở tiệc ăn mừng và uống margarita. Mọi người thì vui nhưng mà thái độ của Walt thì lạ lắm. Ông rót rượu cho thằng con trai trong khi Hanh japping về mấy thứ hay ho. Một cốc, hai cốc, tới cốc thứ ba thì bị Hanh cản. Thế là từ tiệc thành cãi nhau. Hôm sau Walt thấy có lỗi nên đi mua bình nước nóng mới để lắp, sửa sang nhà cửa. Trong lúc đi sắm vài tấm thép vuông mạ kẽm, Walt bắt gặp mấy thằng nghiệp dư và đuổi chúng cút khỏi địa bàn của mình. Không hề biết vợ đang bận nắm tay sếp. Về phía Jesse, cậu cảm thấy bản thân đang dần có trách nhiệm hơn, muốn xây dựng một mối quan hệ thực sự với cô bồ thì bố cô bồ xuất hiện. Và việc cô không dám giới thiệu cậu làm cậu cay. Cuối tập thì cũng làm lành, nhưng mà có vấn đề xảy ra, lần này là Bo. Trong lúc đi bán hàng thì cậu nhận ra mình đang ở quận Ba Đình. Quay đầu thấy mấy thằng Bo bị một thằng nhóc bắn hạ. Về phía Walt, vì khối u thuyên giảm, giờ ông có thể tham gia phẫu thuật để loại bỏ khối u với chi phí gần 200.000 đô. Walt đồng ý thực hiện luôn. Tuy nhiên là sau khi đứa con gái chào đời đã, vấn đề là hơn 38 bao kẹo còn lại vẫn thuộc dạng hàng tồn kho khó bán. Bo đai, Mon đã trốn, Ke thì rén vì giờ tin đồn đập nhau bằng ATM chỉ là tin vịt. Thế là Ke rút luôn. Hai thầy trò tìm đến gặp chú Sáu thiện nhân, nghe số lượng làm chú Sáu giật cả mình. Chú Sáu giúp Walt liên lạc với một doanh nhân trong nghề, đã có kinh nghiệm 20 năm và chưa từng bị bắt. Một cuộc gặp mặt tại quán gà Los Pollos được thiết lập. Jesse thì do mất thằng bạn, thèm đớ quá nên là kéo luôn cả Jane về con đường nghiện ngập. Xong rồi đến muộn luôn buổi gặp mặt, thực ra thanh niên cũng có vẻ chả muốn làm ăn nữa. Cuối cùng thì Walt không gặp được người muốn gặp, lại phải vào viện với vợ. Hai người chốt phương án để mổ, xong rồi Skyler lại vác cái bụng chửa tới công ty tại vì đã hứa mua bánh mừng sinh nhật Ted. Đoạn này thì thôi nhé, các bạn có thể tự xem để trải nghiệm cho nó khúm núm. Walt bên này cũng bị chửi là khúm núm. Có vẻ kẻ Walt muốn gặp đã quan sát ông từ xa và hắn từ chối làm việc cùng. Walt thấy khó hiểu, chú Sáu cũng chịu tại vì bên kia khó đoán như một con nai. Một con nai ấy. Không nhiều người có thể giúp Walt xử lý một lượng hàng lớn như vậy. Vậy nên là ông quay trở lại quán gà. Nhận ra quản lý ở đây để ý tới mình, ông kết luận đây là người mình cần gặp. Và Walt đã đúng, đây là Gus. Lão từ chối làm việc với đám thiếu chuyên nghiệp. Walt cố vin vào lợi thế duy nhất của mình là chất lượng sản phẩm và có thể lập tức xuất 38 bao hàng.
Đoạn này thì tôi nghĩ là Watt hơi thiển cận vì cái sự bất ổn tâm lý của Jesse, có khi thanh niên chơi mất cụ một pound rồi cũng nên. May quá là cậu chuyển sang dạng tiêm luôn rồi. Không ai khác là nhờ cô bồ Jane. Tiêm xong thì Jesse bay còn cao hơn cả đống đạo cụ trong anh trai vượt ngàn trong gai. Cuối cùng thì Watt cũng nhận được tin nhắn của Gus, lão cho người tới báo địa điểm giao dịch và chỉ cho ông một tiếng để đem hàng tới, không thì lần sau biến. Watt lập tức gọi điện cho Jesse, nhưng mà Jesse vẫn đang ở trên trời chưa xuống. Thế là Watt phải tới tận nhà của cậu, đập cửa và lấy hàng dưới chậu rửa. Đúng lúc này thì Watt nhận tin Skyler sắp đẻ, không có mặt lúc đứa con thứ hai chào đời, nhưng mà dù sao cũng bú được tiền. Jesse thì cứ tưởng là mình đi rồi, tại vì hàng bị lấy hết, lập tức gọi cho Watt. Watt nghe xong thì thất vọng tới nỗi không cất nên lời. Gia đình Hanh và Walt lại có buổi tụ tập. Tại đó Skyler nói về việc muốn sớm đi làm vì tiền phẫu thuật của Walt không thể tự trả. Hanh đủ khôn để không nhìn vú chị vợ, nhưng mà không ngăn được cái mồm bồi vào mấy câu vô duyên khi mà Walt thuyết phục Skyler ngưng đi làm. Tối đó thì Walt đưa đứa con gái mới chào đời ra chơi ú òa với 960.000 đô mình vừa kiếm được. Chú Sáu bú 20%. Hôm sau Jesse tới, cậu biết Walt là người lấy số hàng. Walt tỏ vẻ thất vọng ra mặt khi Jesse nâng tầm cuộc chơi, nên là ông sẽ đưa phần của cậu khi mà Jesse cai nghiện. Không thì thanh niên cầm tiền đi chơi đồ rồi chết luôn mất. Walt còn đá qua cả cô bồ nghiện của Jesse. Jesse cáu, ném đồ về phía Walt rồi bỏ đi. Walt cũng cáu vì con trai vừa lập trang web cứu Walter White và đăng link donate lên mạng. Và lòng tự trọng của Walt không cho phép điều đó. Walt bị vợ nói nên là cũng không dám bảo con trai tháo xuống. Walt đến than với chú Sáu. Chú Sáu bày cho Walt cách để giải thích số tiền mình kiếm được với người nhà. Nhặt túi tiền cạnh đường. Ê, khó tin. Gặp lại ông chú triệu phú, chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái đấy. Vấn đề cốt lõi ở đây là Walt muốn được công nhận là chính mình đã kiếm ra số tiền đó, chứ không phải là ăn mày trên mạng. Nhìn vào trang web Walter Jr. đã lập, chú Sáu có ý tưởng là nhờ một hacker biến số tiền của Walt thành nhiều khoản từ thiện nhỏ. Tất cả việc Walt cần làm là hạ cái tôi xuống và tiếp tục trích thêm một khoản. Cây thằng già lúc nào cũng lên giọng với mình, Jesse lại về bay lên trời. Sáng hôm sau, bố của Jane không thấy cô tới buổi điều trị thì xông thẳng vào và bắt gặp Jesse. Ông dọa gọi cảnh sát, buộc Jane hứa từ mai sẽ cai nghiện. Thực ra là Jane có ý khác là cô sẽ đòi tiền của Jesse từ Walt rồi hai đứa cao chạy xa bay. Jane gọi thẳng tới nhà Walt và một con nghiện chửi con nợ là đồ sống không đàng hoàng. Cô ta đe dọa ông. Quyết định lần này dễ hơn lần trước, thay vì hạ cái tôi thì ông chỉ cần hạ tình thương người của mình xuống là được. Ông đem tiền tới trả cho Jesse, bảo cậu đang mắc sai lầm. Jane đích cho Jesse nghe hết câu mà quay vào trong đếm tiền. Nhìn đống này đi Jesse, với số tiền này chúng ta có thể đi bất cứ đâu. Anh muốn xem phim trường của 50 sắc thái. Nhưng mà trước tiên thì vẫn phải cai nghiện đã. Hai đứa thống nhất nâng tầm cuộc chơi phát cuối mà không hề biết mình đang ôm hũ cốt. Walt đem nỗi thất vọng của mình ra quán bia, vô tình ngồi cạnh ông bố của Jane. Hai người nâng ly vì nước trên sao hỏa rồi nói về mấy đứa con. Walt ra khỏi quán cùng với một lời khuyên, dù có thất vọng thế nào cũng không được bỏ rơi gia đình. Thế là Walt quay lại nhà Jesse chỉ để thấy hai đứa đang... Walt vô tình khiến Jane nằm nghiêng ra rồi cứ để cho cô ta sặc tới lúc hẹo. Sáng hôm sau Jesse tỉnh dậy và chẳng còn gì để cứu vãn. Jesse gọi cho Walt, Walt gọi cho Sáu, Sáu gọi cho Doraemon. Doraemon giúp dọn dẹp mọi thứ, kể cả 480.000 đô, dặn Jesse những gì phải khai với cảnh sát rồi rời đi. Bố Jane chết lặng khi tới nơi. Jesse sau đó cũng chết trôi ở một cái ổ nghiện nào đấy, buộc Walt phải đi tìm. Gặp nhau, Jesse ôm Walt khóc và trách bản thân mình đã hại chết người yêu. Lúc này thì ta được chuyển tới trụ sở của DEA. Gus cũng xuất hiện ở đây tại vì công ty có liên quan tới vài giải chạy từ thiện. Tại đây thì Gus bắt gặp Hanh cũng lập quỹ từ thiện cho Walt. Walt sau khi đưa Jesse đi chữa lành thì bản thân cũng phải lên bàn mổ. Họ tiêm cho ông thứ gì đấy cũng ngang với đớ. Thế là khi bị vợ hỏi, Walt để lộ mình có chiếc điện thoại thứ hai thật. Vậy là dù cuộc phẫu thuật thành công, mối quan hệ của ông với Skyler lại càng nát. Skyler đã liên hệ với vợ Elliot và cả mẹ của Walt, từ đó biết được họ không góp một tí nào vào khoản điều trị. Walt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Walt đi gặp người tình của mình là cái bể bơi. Sau đó thì được chứng kiến hai chiếc máy bay đâm nhau và có cả mảnh vỡ rơi xuống nhà ông. Và đó là kết thúc phần 2. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.